Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các con thiếu nhi thân mến, trả nợ bài giảng ngày hôm qua. Chiều hôm nay thì có một người nhắn tin bảo: cha ơi, con suy nghĩ cả đêm mà con cũng không tìm ra được cái câu trả lời, cái cú nhảy vọt của mẹ Maria để có thể vâng lời của Thiên Chúa. Cũng có nhiều người trả lời lắm, con thấy cũng rất là hay. Điều này cho thấy ông bà và anh chị em có lắng nghe bài giảng và cũng tiếp tục suy nghĩ, cũng nên á, sau khi nghe giảng xong về thì tối chúng ta phải nghĩ tiếp nữa, chứ cũng không phải là người ta khép lại ra khỏi nhà thờ mình khép lại luôn thì nó cũng bài giảng chưa được sống trong cuộc đời của chúng ta. Có người thì nói rằng là mẹ Maria đã, mặc dù biết rằng điều ấy xảy ra thế nào được nhưng mẹ vẫn xin vâng, là bởi vì mẹ là người có tấm lòng. Rồi cũng có người trả lời là bởi vì mẹ là người tin nên là mẹ sẵn sàng, vân vân và vân vân. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu trả lời chúng ta phải dựa vào lời Chúa, chứ mình cũng không có thể suy diễn được. Khi mà sứ thần nói rằng là bà sẽ mang thai, phải không? Sinh hạ một con trai và là con của Đấng Tối Cao, thì Đức Mẹ nói rằng điều ấy xảy ra thế nào được? Không hiểu, nhưng mà khi hiểu một tí thì lại thấy rằng điều ấy không thể. Trong cuộc sống của chúng ta thì cũng đầy những câu lời Chúa chúng ta cảm thấy. Ví dụ như vợ chồng cãi vã nhau đi, rồi đòi ly dị. Thì mình bảo rằng là Chúa bảo là không được ly dị, bảo điều này không thể được. Đấy. Thì Đức Mẹ nói rằng là cái điều của Chúa làm sao có thể được, vì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thế thì từ một cái người mà suy nghĩ điều không thể mà lại dám chấp nhận, thì đây là một cú nhảy vọt. Cú nhảy vọt này bởi đâu? Chúng ta phải dựa vào lời Chúa nghe. Đọc lại lời Chúa ngày hôm qua nè. Bà Maria thưa với sứ thần: việc ấy xảy ra thế nào? Vì tôi không biết đến việc vợ chồng, tôi là trinh nữ mà. Rồi tiếp theo nha, đây là câu trả lời này. Sứ thần trả lời, sứ thần đáp: Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà. Đây là câu trả lời. Mà ngày hôm qua nay thì có rất nhiều câu trả lời, nhưng mà con vẫn chờ đợi một câu trả lời có từ Thánh Thần, nhưng mà không có câu nào có hết. Cái cú nhảy vọt này là bởi phép Chúa Thánh Thần. Đấy. Nếu không có Thánh Thần thì phàm nhân mãi mãi là phàm nhân. Vì thế mà cái suy niệm năm sự vui nhỉ, thiên thần truyền đến cho Đức Mẹ chịu thai bởi phép, bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Thế thì khi mà chúng ta thấy rằng đối với thánh ý của Thiên Chúa thì cái sự khôn ngoan loài người luôn luôn là thấy nó bê tắc, tức là con người không thể nào thực thi được lời Chúa nếu không có sức mạnh của Thánh Thần. Vì thế mà đối với cá nhân con, nói thật với ông bà và anh chị em nhé, con một ngày con đọc không biết bao nhiêu lần Kinh Chúa Thánh Thần, mà mỗi khi đọc lời Chúa này là con cũng phải đọc Kinh Chúa Thánh Thần nhiều vô cùng. Bởi vì nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể hiểu và cũng không thể nào, sức phàm nhân không thể nào làm được lời của Chúa. Chính Chúa Thánh Thần làm cho Đức Mẹ có thể đón nhận được điều không thể. Cái không thể đối với loài người thì đối với Chúa qua sức mạnh của Thánh Thần thì đó là điều có thể nha. Thế thì đấy là câu trả lời cho ngày hôm qua. Đức Giáo Hoàng nói rằng là đi bước trong Thánh Thần là một cú nhảy vọt đó.
Đấy, giống như ông Nicodemo đấy, ông đến ông gặp Chúa Giêsu thì Chúa nói sao? Ông phải sinh lại một lần nữa. Thế ông bảo là tôi già thế này, chẳng lẽ tôi chui vào lòng mẹ mà tôi sinh à? Thế thì Chúa bảo là, Chúa Giêsu mới nói rằng gió muốn thổi đâu thì thổi, ai sinh bởi Thánh Thần thì cũng như vậy. Đấy. Chúa Thánh Thần sẽ có một cái sức mạnh diệu kỳ để giúp cho phàm nhân có thể thực thi được lời của Thiên Chúa. Thế thì chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ chịu thai bởi phép quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng quên cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, chứ nếu không thì xác thịt thì nó, Giêsu nó yếu đuối lắm. Các bà có thấy yếu đuối không? Nó rất là lề mề, nó con vậy, không có sức mạnh của Thánh Thần thì nó chỉ xác phàm để hư thối thôi. Đó là ngày hôm qua nghe trả lời rồi nghe. Rồi chúng ta đi vào lời Chúa ngày hôm nay. Đức Mẹ đi thăm mẹ Elizabeth trong Chúa Nhật vừa rồi thì chúng ta đã chia sẻ là dấu chỉ nào cho chúng ta biết rằng Chúa đang ở trong lòng chúng ta. À, khi mà chúng ta vâng lời Chúa thì chúng ta thực thi lòng bác ái thì đó là dấu chỉ, phải không? Hôm nay chúng ta chia sẻ cái câu mà bà Elizabeth nói với Đức Mẹ: em thật có phúc. Vì gì? Vì đã tin. Đó, câu này rất hay nghe. Hàng ngày thì ngày Chúa Nhật thì chúng ta vẫn đọc là phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ, phải không? Thứ hai, ai hiền lành ấy là phúc thật. Kính thưa cộng đoàn, phúc ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ cái phúc là bởi tin. Nếu không tin Chúa, chúng ta không bao giờ có thể nghèo vì người nghèo. Nếu không tin Chúa, chúng ta cũng không thể nào mà có thể đau khổ với những người đau khổ. Cái đức tin là quan trọng. Và giữa đức tin và Thánh Thần là đi với nhau nhé. Chúa Thánh Thần sẽ dùng quyền năng của Ngài để làm cho phàm nhân có thể thực thi được lời của Thiên Chúa. Nhưng Chúa Thánh Thần không làm trên một cái không không, và Chúa Thánh Thần sẽ làm trên kẻ có lòng tin. Đó. Đức Mẹ chịu thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa Thánh Thần sẽ làm cho Đức Mẹ có thể mang thai Chúa Giêsu là bởi vì Mẹ có lòng tin. Đấy. Chúa Thánh Thần sẽ hành động trên kẻ có lòng tin. Còn mình không có lòng tin thì Chúa Thánh Thần cũng bó tay, không làm gì được. Đấy. Chính vì thế ngày hôm nay nhé, một mặt Chúa Thánh Thần có quyền phép, nhưng quyền phép của Chúa cũng phải dựa vào trên cái nền tảng đức tin. Còn nếu không tin đấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, Ngài không làm được cái phép lạ nào hết. Tất cả mọi phép lạ là đều bởi Thánh Thần nhé. Chúa Giêsu không làm được phép lạ, Chúa yêu người ta lắm, nhưng bởi vì họ không tin. Đấy. Vì thế hôm nay bà Elizabeth mới nói Đức Mẹ là phúc cho em vì em có lòng tin, nên Chúa Thánh Thần đã biết em trở thành mẹ của con Thiên Chúa. Thì đây là bài học của ngày hôm nay. Chúng ta cần phải có lòng tin. Đây. Vậy thì làm sao để chúng ta có lòng tin đây? À, xin được gợi ba ý nhỏ. Làm sao để có lòng tin? Thứ nhất, mình phải xin. Cái gì cũng phải xin. Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho con. Giống như là Chúa Giêsu nói với ông Phêrô đó. Ông bảo là thầy ơi, khi mà người anh em xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần, có phải 7 lần không? Chúa Giêsu bảo nếu mà người ta xúc phạm đến con một ngày có đến 70 lần 7 thì con cũng vẫn phải tha cho nó. Nếu nó có xúc phạm phải tha không phải 7 lần mà 70 lần 7. Thế thì ông ta nghe cái câu nào ông ta hết hồn luôn, ông bảo thầy ơi thêm đức tin cho con. Thêm đức tin cho con. Thì Chúa bảo nếu anh có đức tin bằng hạt cải thôi thì anh nói cái cây dâu đó đang mọc ở trên bờ, nó xuống nước nó mọc, nó cũng vẫn mọc. Chúng ta thấy. Thế thì để có đức tin, chúng ta phải xin nhé. Chúng ta có đức tin thì Chúa Thánh Thần mới hoạt động được. Mà mình không có đức tin, Chúa Thánh Thần cũng không hoạt động được. À, thứ nhất là phải xin thì mới được. Thì chúng con, thiếu nhi chúng con có hay xin ơn đức tin không? À, phải xin nhé. Ngày nào mình, khi mình gặp những cái khó khăn thử thách thì mình, khi mình đau bệnh đi, Chúa ơi cho con hết bệnh đi. Em mình đang buồn, Chúa ơi con hết buồn, nếu không được, Chúa ơi thêm đức tin cho con. Chúa ơi thêm đức tin cho con. Có đức tin thì chúng ta đón nhận được bệnh tật. Chứ có bà kia, bà già 80 mấy tuổi rồi, bà đau chân, bà cứ bảo cha khấn cho con hết đau chân, bảo bà ơi 80 mấy tuổi rồi mà còn đòi chân đi guốc cao gót thì làm sao mà được. Xin ơn đức tin để xin cho mình đón nhận bệnh tật, chứ làm sao mà chúng ta cứ đòi theo cái ý của mình được, đúng không? Đấy. Đấy, muốn có đức tin phải xin. Cái thứ hai, Thánh Phêrô bảo là vàng thì phải thử bằng lửa. Đức tin quý hơn vàng thì đức tin phải thử thách bằng gian truân. Đấy.
Nên là chúng ta cần phải khổ vì Chúa thì đức tin nó mới mạnh được. Vác thập giá hàng ngày khổ vì Chúa, ông bà và anh chị em trong mùa vọng này, giống như là cha bề trên ấy, nói với các thầy ấy, mai mốt ra trường cái chỗ nào khổ nhất thì đi vào, thì Chúa sẽ tôi luyện anh em trở thành cái người có đức tin. Đấy. Đấy. Tức là đức tin phải được tôi luyện. Đấy. Phải được tôi luyện, giống như là ở gia đình tối đọc kinh bảo thôi cho cháu nó ngủ đi chứ tội nghiệp nó học cả ngày nó mệt. Không được, mệt cũng phải đọc kinh thì từ từ nó mới yêu mến được. Đức tin phải tôi luyện mới được. Rồi cái ý thứ ba đó là hãy đơn sơ trước lời Chúa. Giống như là Chúa Giêsu bảo lấy bánh cho người ta ăn, cái mấy ông bảo lấy đâu ra bánh, thì có cái em kia bảo con có 5 chiếc bánh và 2 con cá này, con cho này, con cho Chúa đây, thế Chúa làm phép lạ ra cái này, ngỡ ngàng. Hãy đơn sơ trước lời Chúa.